Hôm nay mình thanh lý 5 gốc mai nha anh em. Bây giờ là mình không có chỗ để mình để ha. Mình đã cắt thành bonsai hết rồi. Nhưng mà mình không có ghép ha. Mình để cho nó ra tược tự nhiên nha. Hoành thì từ 39 đến 42, 43. 39 thì có một cây ha. 42, 43. Đây, mình đã cắt bonsai hết rồi. Tược thì nó đã ra tầm 7-8 tấc ha. Tược ra dày mịt luôn, 7-8 tấc. Mình chưa có thời gian mình uống ha. Mình cần thanh lý gấp. Anh em nào thiện ý thì liên hệ với mình qua số điện thoại mình để trên màn hình ha. Mình có xài Zalo số điện thoại đó luôn. Anh em chọn cây số mấy thì mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem ha. 5 cây thì cây đầu tiên mình tính cây số 1 nha anh em. Anh em chọn cây số mấy thì nói mình quay chi tiết ha. Các bạn qua Zalo với mình ha. Đây là mai vàng nguyên thủy nha anh em. Mình chỉ cắt thôi, cắt ngang cho nó lên tược vậy thôi, chứ mình không có ghép ha. Có mấy cây bông chùm nha anh em. Anh em thấy ha, cây nào nó cũng ra tược gì mệt hết. Cái này mình uống được rồi, nhưng mà mình chưa có thời gian để mình uống ha. Mình cần thanh lý gấp ha. Thì không có chỗ để mình để. Cây rất là sung, rất là tốt nha anh em. Anh em thấy rõ ràng ha, lá rất là to, rất là đẹp. Có cái cây này, cây số 5 ha, cây cuối cùng nè, là mình tính chơi tàn dù á, mình tính để tàn dù. Nên mình cắt hay cao ha. Rồi về nếu mà anh em muốn chơi, về nếu anh em không chơi tàn dù thì mình có thể mình cắt bỏ tàn dù này ha, mình rút ngắn cây lại ha. Cây này là hoành 43, đế rất là đẹp. Anh em thấy rõ ràng ha, là mình không có chỗ để mình để ha, mình để tạm ở đây. Nên mình cần thanh lý gấp ha. Anh em là thiện chí liên hệ qua số điện thoại mình để trên màn hình ha. Kết bạn Zalo mình chọn cây số mấy. Rồi sau đó mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem ha. Và anh em nào mua hết 5 gốc này thì mình sẽ để giá ưu tiên cho anh em ha. Rồi trước khi tạm dừng video, mình có lời cảm ơn anh em đã xem video của mình ha. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo ha.